nghĩa mà cho các ông mẹ cả chân cột điện ra để gắn này vào mẹ. Cái này nó yếu nó có thể đổ ra đường bất cứ nào cực kỳ nguy hiểm. Đây là các ông thay đổi thiết kế ban đầu rồi. Thiết kế ban đầu chắc chắn là ở bên vị trí này quá như thế này các ông không anh? Mà là cái đoạn đường nó nhô ra đường, cái đỉnh nó nhô ra đường nhiều nhất. Để đi đào sát cái cột vào nhà người ta xong là đào cả cái móng cột điện ra như thế này, trơ ra như thế này là chịu được yếu có thể đổ bất cứ lúc nào. Đây, chân cột điện nứt ra luôn. Không cần đâu.